Hello và xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh YouTube của mình. Rất là vui khi gặp mọi người trong video này. Và mọi người có thể thấy mình đang có cá chê ở đây. Và cá chê thì nghe biết rồi, là một vị tướng mà nó liên quan tới rất là nhiều thứ như kiểu thần tài và đó, thần tài và đấu sĩ. Nếu mà để có cá chê từ sớm này thì anh em biết không? Khi mình biết cá chê từ sớm ấy thì nó sẽ rất là dễ ra những con thần tài xuất hiện tiếp theo nữa. Mình thấy như vậy đấy. Không biết có phải thật hay không nhưng mà mình rất là nhiều trận rồi. Khi mình lấy cá chê ở đầu trận đấu thì thường thường nó sẽ ra rất là nhiều luôn, rất là nhiều con cá chê từ tiếp theo. Ok, ngũ công này lấy luôn, mình cứ mua một người ạ. Ngon chưa? Khởi đầu trận đấu hai gậy có khổ rồi. Nếu mà tí nữa mà ra nhiều nữa thì mình sẽ làm cả 3 mũ nhá, một vị tướng cầm 3 mũ của thủy. Love vì em, baby love vì em, baby love vì em. Ui, tôi nói có sai không anh em? Đấy, khi anh em mà cầm con cá chê khởi đầu trận đấu ấy, thì rất là dễ ra thần tài đúng không? Và đây chính là điều là kết quả đây, có luôn cá chê thần tài tiếng Anh mọi người ạ, tuyệt vời. Trận đấu này thì anh em biết rồi, có thần tài thì phải chơi thần tài mà thôi. Đấy, thua ở đâu gấp đôi đó. Câu nói huyền thoại được anh em đồn trong rất là nhiều thời gian gần đây. Thua ở đâu đứng lên đó mọi người ạ. Wukong này, cá chê này, con cá chê ra nhiều nhờ. Nếu mà ra nhiều nhiều tí nữa mình sẽ ra một cách là vãi trưởng các bạn ạ luôn. Mình sẽ ra một cách vãi trưởng các bạn ạ luôn để kiếm được con cá chê 3 sao mọi người ạ, từ sớm nhá. Lâu lắm rồi mình chưa được cá chê 3 sao từ sớm mọi người ạ. Hai đấu sĩ ba thần tài này, ông này nói chung là khi có con cá chê từ sớm thì nó cá chê tiếng Anh ấy, một người nó là con rất là khỏe, cái sát thương cơ bản nó rất là to, đam to và máu trâu hơn nhiều. Đấy, con Vi này một đặc điểm là con Vi này khi mà nó đấm thì nó tạo ra khả năng gọi là bị xuyên giáp mọi người nhá, đấm xuyên hết giáp luôn, có bao nhiêu giáp đấm xuyên hết. Baby love em, baby love em, baby love em. Chưa có nhở? Thường thường thì có cá chết thần tài là chưa đủ đúng không? Phải có luôn combo đó chính là con Annie hoặc là kiểu con Katarina với kích hoạt đủ được thần tài mọi người ạ. Uầy, Nearly này, hôm nay đang chơi chiến tướng rồi anh em ạ, chiến tướng đây. Còn Nearly nó mới một bụi bui kiểu bro bui như kiểu như là có rất là nhiều. Cá chê nữa này, hơi tiếc nhờ nó không xuất hiện những con kiểu là con thần tài tiếp theo để mình kích hoạt được thần tài ra. Chứ kích hoạt được thần tài thì nó vẫn chưa đủ mọi người ạ. Kích hoạt được thần tài thì mới gọi là perfect được. Ui, ông này thì hai cá chê và kết hoạt và đằng sau thì có hai con linh hồn mọi người ơi. Thế là round này mình sẽ win tiếp rồi và mình sẽ có một full 100 máu sau khi chiến đấu 3 trận đấu. Đấy, full 100 tiết.
Baby love you. Đi chợ nếu mà gạch gạch có khổ, nhặt gạch có khổ nhờ. Nhưng mà vị trí top 2 này thì hơi khó để nhặt gạch có khổ rồi. Chắc chắn là mình sẽ chỉ ăn lại đồ thừa mà thôi. Mấy anh em gọi là liếm hết từ trên xuống dưới rồi. Mình chỉ gọi là có gì thừa thừa sót lại thì mình cắn một cái thôi. Có một cái gạch có khổ và một BF thôi. Cái round này thì đồ nó chia đều khá là nhiều. Có mỗi hai cái đai máu rồi à. Nên chắc chắn là đai máu sẽ còn còn dư rồi. Rồi, đai máu và một cái trang bị của, thì mình sẽ lấy cái giáp lưới đi. Giáp lưới tí nữa mình sẽ sử dụng nó để làm một cái bùa đỏ ha, một cái áo trong lửa. Một cái áo trong lửa để khiến cho đối thủ bị thiêu đốt á. Anh em để ý thì áo trong lửa một trang bị mà rất là cần thiết luôn đấy, một trang bị chiến thuật rất là cần thiết. Để có thể gọi là chúng ta chiến đấu những ông liên quan kiểu hấp huyết hay là đồ tể. Chứ bây giờ hiện nay thì rất là nhiều ông gọi là chúng ta có một cái khả năng hồi phục và kiểu hồi máu một cách gọi là vãi cả chưởng luôn. Nên là phải có những trang bị ngăn ngăn hồi phục thì mới có thể ổn được, ổn định được. Không thì hơi mệt. Mọi người ạ. Trời ơi, kiểu này sống nổi đúng không? Khỏe quá mà. Song đấu mà, mình đặc trị ghét mấy ông sửa chơi song đấu kiểu này này. Chơi song đấu kiểu này thì khiến cho anh em thể thấy là anh em thể thấy là ấy mình sẽ bị một cái đó chính là cái khả năng con Kalista rút rút găm giáo nó rút đấy mọi người, rất là khó chịu. Cái lượng sát thương của con Phiêu, phiêu, ông này cũng chơi thần tài đây. Những anh em chơi thần tài thì đợt trước thì mình có rất là nhiều trận đó, mình round 2.7 này, 2.6 ấy, mình run bằng cách gọi là run tới chết đấy, mọi người, đấy mình run tới chết luôn để có thể kiếm được luôn một cái combo hoàn hảo của 6 thần tài á, và mình đã làm điều đấy khá là nhiều lần, thành quả thì anh em biết rồi, một là top 1 là có, hai là không, ha. Rất là dễ chim cút, anh em đừng có làm theo kiểu, đừng chơi kiểu khô máu như vậy, rất là toang. Chị đá lưỡi bạn ơi, đúng rồi, cứ thế mà đá lưỡi rồi thôi. Cá trê nó mà làm cái kiểu ba cục đao mọi người cực thích luôn, đá lưỡi gọi là chó chạy luôn ý, chóe lưỡi luôn. Đá lưỡi lưỡi tóe cả lửa luôn đấy. Ủa, wow, trang bị kìa, trang bị lùng quá nhờ. Mình đang nghĩ rằng là nếu mà làm thì mình sẽ làm theo kiểu là chính là combo ba mũ cho cá trê cũng được, mà trang bị nó ra này. Đúng combo trang bị này nếu mà cho cái bộ đạo ôm mình đúng chuẩn luôn anh em ạ. Một cái combo full tăng. Một cái giáp gai và một cái vuốt rồng mọi người ạ. Cái này cho những con tướng mà kiểu tăng khờ thì đúng là quá đẹp luôn. Mình đang chơi kiểu liên quan đến kiểu là tiên phong hay là cái gì đó, combo hoàn hảo với cả trường. Mà rất tiếc hiện tại giờ mình đang gọi là đang ý định là chính là chơi về cái ba mũ cơ. Chứ mình không cần kiểu full đồ tăng như thế, mình chỉ cần đồ sát thương cơ. Ui sổ con Mao Ca kìa, vãi chưởng các bạn ơi, khỏe quá.
Mokai nhìn rất là xịn sò, mới dắp máu một cái ai trang bị áo trong lửa nữa chứ, xịn vãi cả trường luôn. Boom, 86 tiết. Vẫn chưa mình đang đang định nói là chưa xuất hiện thần tài thì nó hiện luôn mọi người, còn Nani. Ok. Kích hoạt luôn hệ thần tài. Nãy giờ rồi không được xuất hiện thì cũng hơi buồn đấy. Ba thần tài đấu sĩ, ôi ông này cũng thần tài này, ông này chơi hẳn combo đó chính là Annie cầm cầm sâu zin mọi người ạ, khá là vã vã luôn á. Mà nếu ông này mà là làm cầm cái kiểu là chính là Annie cầm ba sâu zin thì cũng khá là hay đúng không? Hoài, cứ thế mà đấm thôi. Tình hình cập nhật thì anh em cũng biết rồi, cũng sắp chuẩn bị chúng ta sẽ có đó chính là đấu trường chiến lý mùa một năm xuất hiện đây đúng không? Thời gian khá là suýt sát rồi. Đấu trường chiến lý một năm thì mình hy vọng là nó sẽ có nhiều điều thú vị hơn nữa cơ. Bây giờ đã thú vị rồi nhưng mình muốn thú vị hơn nữa mọi người ạ. Đi chợ. Wow. Trang bị có gậy có khổ nhưng mà mình lại đang vị trí top 3 có cao quá. Mình rất là ít khi chơi kiểu top đầu cao này bởi vì lúc đầu mình nghĩ rằng là mình sẽ kiểu chơi top 100 máu cơ. Nhưng mà không ngờ rằng là mình bị đấm thế này mà mình vị trí top cao quá, không lấy đồ được rồi. Mình đang cần gậy cái gậy có khổ này. Round này thì ba gậy có khổ cơ nhưng mà chẳng lẽ mình là mất cả ba đúng không? Ok, hên quá, vẫn có này. Chó gát à. Thôi cứ để tiếp đi, mình sẽ run một chút mà không thấy gì cả nhờ. Mình đang run để kiếm Darius với cả là con Kata á, mà cũng không thấy đâu cả. Có vẻ game này thì nó thần tài nó chỉ độ cho mình ban đầu mà thôi, chứ về cuối game thì vẫn chưa thấy gì cả. Vẫn chưa thấy 6 thần tài xuất hiện. Một game hoàn hảo là chúng ta sẽ có 6 thần tài từ round 2.6 mọi người nhá. 2.6 mà có 6 thần tài thì anh em sẽ một cái trận đấu mà ăn khoảng tầm 30 đến khoảng tầm 20 cái hũ hũ nổ của thần tài, 6 thần tài luôn. Anh em tưởng tượng đi, 20 cái hũ nổ đấy mà chỉ cần 9 hũ ra Neko thôi anh em sẽ có 9 Neko. Wow. Khi mà có 9 Neko thì anh em biết rồi. Khi có 9 Neko thì anh em sẽ cầm quyền sinh quyền sát ở trong tay luôn. Rất là sướng mọi người nhá. Anh sẽ cầm quyền sinh quyền sát trên tay luôn, anh em thích làm gì thì làm luôn đấy. Uầy, ông này cũng thần tài à? Ông này cũng đang cố gắng roll để kiếm 6 thần tài hay sao ha? Hay là chơi chỗ thay hay là chơi chỗ thua đây? Chơi chỗ thua thần tài thì nó khá là căng bởi vì
Bởi vì rằng là chơi kiểu chuỗi thua thì rất là dễ chim cút. Nó kỳ anh em mà chơi thua khoảng tầm 10 trận, 12 trận ấy, anh em khi nào cũng phải còn giữ lượng máu anh em sẽ xem được dưới mức 10 máu mọi người nhá, dưới 10 tiết 12 trận ấy rất là khó. Cho dù anh em căn căn như thế nào, là kiểu mình soi xét như thế nào đi chăng nữa ấy, thì cái lượng máu anh em vẫn sẽ thấp đấy, không thể nào cao được. Mình ngày xưa hồi lâu mình có làm một trận, điều đó chính là một chuỗi thua 13 trận cơ, 13 trận chuỗi thua của thần tài và máu lượng máu của mình đúng chỉ còn một máu duy nhất, thế với bình đỉnh cao chứ chúng còn một máu duy nhất nữa thôi, vãi chưởng các bạn ạ. May sao thì vẫn có thể up top 1 được. Úi sổ Kalista kìa, trời ơi, Kalista này thì chịu tôi làm bây giờ anh em ạ. Chú Bobby bù nhà nhố rồi, Kalista nhìn khiếp quá. Nhìn cái kiểu nó combo đồ như thế thì nó đứng sao yên được. Quá xịn sò mọi người ạ. Bây giờ thì 4 thần tài, hả? Mình đã có 3 trận thua. Nãy giờ vẫn chưa xuất hiện những con thần tài tiếp theo. Shizu thì, ôi, lâu nhấp phát thì cũng không xuất hiện mọi người ạ. Đội của mình bây giờ thì nó gọi là yếu yếu vãi chưởng luôn, chỉ một con cá chê thôi, cá chê 3 sao thôi. Nhưng cá chê 3 sao của mình chưa có đồ nữa. Nếu cá chê 3 sao mà mình lắp bút rồng giáp gai, một cái áo trong lửa thì rất là xịn. Một mình nó có thể cắt nền thế giới được. Nhưng mà đây con cá chê của mình đang hướng tới là một là chơi nó ba khủng đao là một, hoặc là chơi theo kiểu đó chính là ba mũ thủy cơ. Nhưng mình mới chưa lắp đồ cho nó mọi người nhá. Đang đợi thôi. Ui, hai ông pháp sư cũng khỏe đây. Mình sẽ thua tiếp rồi. Thôi, đã thua thì thua luôn mọi người ạ. Đã thua luôn nhá, cho nó có thành quả đi. Chứ mà kiểu vừa thua giờ gương thì cũng không được cái gì cả đúng không? Đã thua luôn. Thua cho bét là tè là nhè luôn mọi người ạ. Sivana này, Sen này, Garen này, Neko và Akali này. Thôi úp level 8 đi nhỉ, mình nghĩ là thôi úp level 8 cho nó chuẩn bài đi. Orange soi của tôi ơi, đừng có mất nha, mất luôn rồi vãi chưởng. Tôi lấy con om nhỉ, tôi lấy tặng con om đi mọi người nhá. Ok, con om đang cầm một chiếc cung gỗ này. Rain đến cả cái round này mà không có cả Shizu nữa thì tôi cũng chịu luôn. Một trận đấu mà con Shizu dường như là một cái gì đó khá là bí mật nữa. Chưa chịu xuất hiện, một nhân tố bí ẩn. Gì đây, không có thi ở, nó chỉ là một cái người nộm này với cả là một cái trang bị búa gõ đồ mà thôi. Nhưng trang bị dường như là không có một cái chút gì đó hứng thú với mình cả.
Thôi thì lắp cuồng đao ta. Ok, mình lắp cuồng đao mọi người nhá. Hai cuồng đao luôn. Bán luôn nhá. Mình sẽ chơi Kayle đi. Khi có Kayle rồi thì mình sẽ làm anh em xem một trận đấu, đó chính là Kayle x3 cuồng đao. X3 cuồng đao mọi người nhá. Ok. Khi mà sớt đạt được cái chuỗi thua nào này thì mình sẽ bán thần cá chết thần tài tinh anh đi và Ron để kiếm Kayle mọi người ạ. Ok, lắp này đi, tí nữa mình sẽ dùng búa rèn để gõ đồ ra mọi người nhá. Ui. Đâu rồi? Ui, con Kayle của tôi đâu rồi? Vãi trưởng dưới 4 kìa. Vãi rồi ông chiến tướng. Ôi. Đấy ông G4 chưa lắp đồ nhá. Chưa lắp đồ đấy anh em ạ. Nó đầy đồ này. Chưa lắp đồ đấy. Ông này thì còn nearly chuẩn bị 3 sao à. Ai. Nhìn sơ sơ qua ông này đang rất là đang tính một cái mưu đồ, là chính là kiểu dắt vàng. Dắt vàng chiến tướng đây. Khá là nguy hiểm. Một cái này mọi người ra nhiều vãi trưởng luôn đấy. Ra nhiều thế nhở. Cảm giác như kiểu rằng quạt. Ui trời ơi, quạt phải nổi luôn mọi người. Úi xồi. Úi xồi. Úi xồi. Úi xồi ôi. Úi xồi ôi của nó hồng. Ây à, hiền con em chó gát kìa. Ủa chó gát làm quả đúng với mình hạnh phúc luôn. Chó gát nó dùng một quả skill mà khiến rơi lệ mọi người ạ. Mừng rơi lệ luôn. Ok, mình sẽ bán đi nhá. Bây giờ mình sẽ lọc máu luôn, lọc máu đội hình lại. Đây, chúng ta sẽ có lọc máu đội hình như này. 75 vàng. Với số vàng này bây giờ mình có một Neko nữa, mình sẽ run để kiếm Kayle 3 sao cho anh em xem luôn. Ui, vãi nồi, thôi xong rồi. Thôi xong rồi mọi người, thôi xong rồi, xong rồi. Chỉ cần một con Kayle nữa thôi mình sẽ có thể kiếm Kayle 3 sao luôn mọi người ạ. Nó là một con tinh anh đao phủ chứ mọi người. Thà tinh anh kiểu là thánh thần thì mình không nói gì mọi người. Để tinh anh đao phủ cơ, một cái con tinh anh cực kỳ xịn. Chúng ta sẽ có 99,99% là tỷ lệ chí mạng luôn. Cứ thế mà chí thôi. Ngon vãi. Ok, bây giờ mình sẽ run tiếp nha. Rắc này. Kane Red này. Set này. Zin xay ra này. Bây giờ mình sẽ comeback lại. Sau những cái chuỗi thua dài dặc của mình thì mình sẽ comeback lại top 1 đi. Cái này 3 sao mà không được top 1 nữa thì thôi chặt cu luôn mọi người nhờ. Chó gát này. Rồi. Ui, con xay ra ra nhiều ghê luôn á. Nếu mà mình mà con xay ra cũng ra cũng khá là nhiều này. Ok. Ui, gặp Kalista này, round này mình có huy nổi người ta. Keo, quạt, quạt, quạt. Ui, 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 ui. Vẫn thua người ơi, vẫn thua nhá. Do mình chưa đổi quên mất, mình để con keo là keo này nhìn Sila quá, à, chưa đổi tướng. Rồi ôi. Mình chưa đổi tướng ạ. Zone này để đây đi. Zone này để vị trí này đi, cứ cầm thôi. Còn một con Kayle nữa thôi nhưng mà Ron vẫn không ra. Khéo tiểu cho ta. Và cuối cùng cái kết thì mình sẽ không có Kayle 3 sao người ạ. Thường thường như vậy. À, rèn đồ nhá, để lên đây. Mình sẽ rèn cái trang bị này lên cho người con Kindred đi. Để xem ra trang bị gì nhá. Mình đang tính cho là cái giọt nước mắt, cái gậy có khổ ấy mọi người, là mình sử dụng nó để mình có thể hoàn thành combo, đó chính là ba cuồng đao cơ. Ui, quạt. Tí nữa ra 6.4 mọi người, đấy đi chợ nhặt một cái cuồng đao là để hoàn thành combo ba cuồng đao. 4 đao phủ, 6 song đấu, 6 chiến tướng này, 6 long tộc này, 6 thần tài này. Ba nhớ rất nhiều đội hình số 6 này, 7 đồ tể luôn. Ok, bây giờ mình run tiếp này. Cái này xuất hiện bạn ơi. Tôi đang cần bạn đó. Tôi nói bạn đấy, Kayle ơi. Ok, tuyệt vời. Đây rồi, chính nó mọi người nhá. Ok, bây giờ mình sẽ dùng Neko để cho con lên bay sao luôn mọi người nhá. Kayle 3 sao, 2 cuồng đao. Đi đây, ui, vãi nồi. Tôi phải nói là cực kỳ perfect mọi người ạ. Trời ơi, tôi may mắn trận đấu quá nhân phẩm. Dùng cái trang bị bố rèn ra hẳn một cái trang bị cuồng đao luôn ạ. Đúng thứ tôi cần luôn, tuyệt vời. Ông này đang chơi thần rừng đây.
Bây giờ mình đã có cái lái 3 sao, bốn áo phủ, và cầm 3 cuồng đao trên người rồi. Anh em nhìn nó quạt này, quạt chó chạy luôn, 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 chó chạy luôn. Ui sụp quạt, quạt kìa, phê vãi xưởng luôn. Ok, cái con cái le 3 cuồng đao này thì nhiều anh em comment lắm rồi. Bây giờ mình đã đạt được đấy, anh em thấy sao ạ? Có đáng để anh em ủng hộ cho mình một đăng ký kênh, một like video không chứ? Mũ hồ thủy này, mũ hồ thủy này, mũ pháp sư kìa. Trang bị bây giờ mình nghĩ là mình sẽ sử dụng cái trang bị gì nhỉ? Tim băng đi mọi người nha, mình là tim băng đi. Mình sử dụng tim băng mọi người, để chị mấy ông nghiên kiểu này này, đấy. Uầy, con G4 này không có trang bị đâu nhá. Trang bị combo phát chết luôn này, đây. Dùng tim băng để chị mấy ông song đấu này, làm giảm tốc đánh của mấy ông song đấu lại. Ông này thì chọn một con rắc lên 3 sao, đang cố gắng dắt vàng đội hình, đó chính là song đấu mọi người ạ. Ông này là 6 thần tài, 3 pháp sư, long tộc các kiểu đây. Rồi ok, tim băng sẽ cho con, đó chính là con Lee Sin mọi người nhá. Gì đây, trang bị gì đây, trang bị gì đây. Uầy, oh my god, trời tiếc quá nhờ, cho bị xịn đúng không? Đại bác hải tặc này. Đại bác hải tặc mọi người ạ, cho con xây ra nhá. Mình đang dư một slot ở đây. Mình dư một slot ở đây mọi người ạ. Thì mình sẽ run để kiếm một cái gì đó cho vào đi. Bí ẩn, đại sư. Ok, đế này mọi người ạ, 5 thánh thần. Khả năng cao là mình sẽ chơi 6 thánh thần và 4 đạo phủ mọi người ạ. 6 thánh thần và 4 đạo phủ đội hình mình sẽ chơi trong game này. Ôm này đang chơi thần tài, 2 Neko này. Cái này cái kẹo quát 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 quát. Úi trời ơi, ăn CC à? All lap với chúng tôi, đa đớp với chúng tôi này. What the fuck, đéo gì vậy? What? Sao nó ảo lòi, phải đấy, ảo lòi quá nhở. Hơi ảo mọi người, phát hơi ảo mọi người ạ. Ui, Nasus này, Natsu à? Natsu là một thánh thần cuối cùng à? Cẩn thận mọi người, bởi vì mình thấy càng hơi nguy hiểm ở đây rồi. Để như này đi. Zasua này, cái Kalista đồ này nữa. Lee Sin mình sẽ sút Zasua đi mọi người nhá. Cút quạt 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 luôn. Bây giờ thì không kiếm Natsu nữa, mình sẽ cho con On ra và cho Natsu vào, mình sẽ có đó chính là bốn đạo phủ và 6 thánh thần, 2 tiên phong, 2 sông đổ, 1 thần rừng đại sư. Cái le 3 cuồng đao này anh em comment mình khá là nhiều rồi, mình chưa làm được, bây giờ mình có thể làm được. Ui, lại một cuồng đao nữa mọi người ơi, lại thêm một trang bị cuồng đao nữa. Có vẻ trận đấu này thì cuồng đao nó độ mình cực kỳ nhiều luôn. Ok, sau một round nữa thôi là mình sẽ bán con Om đi để nó chế đồ, để nó cho một con tướng khác vào mọi người nhé. Sau round này thì con Om sẽ chế được đồ rồi. Top 1 này, gặp top 1 Nearly này, chiến 6 chiến tướng, 2 thiện xạ này. G4 3 sao, V này. Gặp rồi, ông này là 6 long tộc. Ông này đang có 4 linh hồn và 3 đồ tệ. Ui, Z đồ tệ kinh quá nhờ. Hơi nguy hiểm đấy mọi người ạ, con Z này cũng hơi bị đáng. Ui, cái Neko tuyệt vời quá mọi người. Hên quá nhờ. Ở cái bản cập nhật này thì cái khả năng tỷ lệ ra Neko cực kỳ nhiều luôn. Vút rồng à, vút rồng thì mình sẽ cho con gì đây? Ai ha, gặp này là cuồng đao, mình sẽ cho con Kindred này. Vút rồng cho Kindred luôn mọi người nhá, để mình gánh team. Kéo quạt 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 quạt. Ui ôi, cái bốn đao phủ nó nổ chí mạng, nó đẹp vãi cả trường mọi người ạ. Thiếu bọn một tăng thánh thần nữa thôi mà Ron vẫn chưa thấy đâu này. Một ông thánh thần nữa thôi mà Bli không ra luôn à. Rồi ok, ông này vừa gặp xong bỏ rao ra. Ông này all up 3 sao rồi, đang có mình all up 3 sao mọi người nhá, rất là xịn sò luôn.
Để đây đi, cho nó bổ vào collab mọi người ạ. Cho nó con collab bổ vào con Lee Sin nhá. Ok, gặp luôn. Lee Sin sẽ giải quyết được con collab này ngay mới mà. Cái trang bị này của Lee Sin Brom Vĩnh Cửu này, collab mà chỉ bổ một chút thôi. À đi luôn rồi, collab cút rồi. Cút luôn, chưa kịp dùng, chưa kịp rờ mọi người ạ. Cay lắm. Ông này khá là cay, collab 3 sao nhưng mà chưa kịp dùng skill thì đã chết luôn rồi. Chưa kịp mở bút ultimate nên thì đã chết mọi người ạ. Tiếp tục nào. À ok, có rồi mọi người, xuất hiện rồi nhá. Đây chính là một cái con Nasus mà mình đang có đội hình, đó chính là 4 đạo phủ và 6 song đấu, à 6 thánh thần mọi người nhá. 3 máu này, 12 máu này. Bây giờ mình sẽ gặp ông CV 3 sao luôn à, G4 này. Sút G4 đi. Ok, mình sẽ sút G4 đi mọi người nhá. Hy vọng là nó xin sút vào G4. Đúng rồi, Lee Sin ơi, hay quá bạn ơi. Ui. Ui, khéo mình thua mọi người, khéo mình thua quá à. Ui, em thấy không ạ? Cái trang bị Mono Vĩnh Cửu kìa khiến mình thắng game này luôn á. Vãi trưởng không? Đóng băng là con CV lại. Đại sư xong đấu à? Mình sẽ lấy xong đấu đi. Xong đấu. Ok, xong đấu cho score con kia được, xong đấu đi. Để nó nhảy mọi người nhá. Round nãy thì khá là may mắn. May mà con Lee Sin nó có nội tại Mono Vĩnh Cửu từ cái trang bị kia, nên là nó bị là con kia, con CV nó bị slow motion lại, chứ không thì quả đấy mình cũng thua luôn rồi. Bây giờ Ron trong vô vọng thôi, Ron cũng không có cái gì nhiều cả. Kata ở đây à, ok, mình nhìn như này thì mình sẽ có cách giải quyết mà thôi. Để có phiếu này, Kata sẽ không làm gì được. Ok, Kata với Lina và chúng tôi này. Lee Sin. Úi hồi, chết rồi. Chết rồi. End game ở đây. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Chào mọi người, hẹn gặp lại những video sau ạ. Cái này 3 cuộc nào.